MU nhắm chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A mùa giải 2019-2020. Báo chí Italia đưa tin Manchester United đang nhắm tới chân sút Ciro Immobile của Lazio trong kế hoạch làm mới hàng công ở mùa giải 2020-2021. Ciro Immobile đã tận hưởng một mùa giải đẹp nhất sự nghiệp. Cho dù đã 30 tuổi, những tiền đạo này vẫn tỏa sáng tại Lazio. Anh ghi được 27 bàn thắng tại Serie A 2019-2020 và có tổng cộng 33 lần sút tung lưới đối phương trên mọi mặt trận. Với 27 lần lập công ở Serie A, Immobile dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Serie A mùa này và bỏ xa siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus. Anh cũng đứng thứ hai trong danh sách chiếc giày vàng châu Âu 2019-2020, chỉ tạm xếp sau Robert Lewandowski 30 bàn. Nhờ góp công lớn giúp Lazio cạnh tranh Scudetto với Juventus ở giải vô địch quốc gia Italia mùa này đã giúp Immobile thu hút sự chú ý của nhiều đại gia ở châu Âu. Theo báo chí của Italia, sau Liverpool và Napoli thì lần lượt tới MU cũng muốn có sự ủng hộ của Immobile. Gần đây Manchester United đã gia hạn hợp đồng với Odion Ighalo từ Sanha Senhua, nhưng xét cho cùng đây không phải là bản hợp đồng lâu dài như ý của huấn luyện viên Sousa. Tuy nhiên chẳng dễ cho Manchester United, Liverpool và Napoli sở hữu được Immobile. Đầu tiên là hàng rào từ ban lãnh đạo của Lazio, bởi họ luôn hét giá cao cho các cầu thủ của mình, như trường hợp của tiền vệ Milinkovic Savic là một ví dụ. Hơn nữa Immobile không có bất cứ dấu hiệu nào muốn rời Lazio. Anh còn 3 năm hợp đồng với Lazio và đội bóng này đang có cơ hội giữ Champions League mùa giải 2020-2021. Liverpool dự chi 110 triệu bảng chiêu mộ cặp sao của Wolverhampton. Liverpool đang tính chi ra cỡ 110 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi ngôi sao của Wolverhampton là Ruben Neves và Adama Traoré. The Gold đã vượt mất mục tiêu số 1 Timo Werner và tại Chelsea. Ở diễn biến khác, đội chủ sân Anfield sắp chia tay Adam Lallana và Sedan Saqqiri. Ngoài ra tương lai của những cầu thủ khác như Wijnaldum, Naby Keita hay David Origi cũng chưa rõ ràng. Đây là nguyên nhân khiến Jurgen Klopp muốn tăng cường lực lượng và Neves cùng Traoré đang là hai cầu thủ đội ông nhắm tới. Neves gia nhập Wolves từ Porto năm 2017. Wolves khi ấy đã chi ra 16 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ trung tâm sinh năm 1997 này. Neves chơi cực kỳ hay, là nhân tố quan trọng giúp Wolverhampton giành quyền lên hạng Premier League ở mùa giải 2017-2018. Mùa trước trong mùa giải đầu tiên chơi ở hạng cao nhất nước Anh, cầu thủ người Bồ đã tỏa sáng trong vai trò ông chủ tuyến giữa của Wolverhampton. Mùa này Neves vẫn duy trì được phong độ cao, anh đá 43 trận trên mọi đấu trường, ghi được 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo cho Wolves. Neves hoàn toàn có thể là bổ sung lý tưởng cho tiền giữa của Liverpool. Tương tự là Traoré, ngôi sao từng trưởng thành từ La Masia này đã trở thành cầu thủ quan trọng nhất của Wolverhampton. Anh ghi được 6 bàn thắng và có 10 được kiến tạo trên mọi đấu trường. Traoré từng hủy diệt đấu phương bằng tốc độ kinh hoàng và hoàn toàn có thể giúp Liverpool gia tăng sức mạnh tấn công biên. Paris Saint-Germain thông báo danh tính hai ngôi sao ra đi hè này. Giám đốc thể thao Leonardo xác nhận Edinson Cavani và Thiago Silva sẽ rời Paris Saint-Germain vào mùa 2020. Đây là điều kiện thuận lợi để cho các câu lạc bộ yêu mến hai ngôi sao đến từ khu vực Nam Mỹ này chiêu mộ họ. Chia sẻ với báo giới của Pháp, Leonardo xác nhận đó là sự thật. Họ đang ở cuối con đường với Paris Saint-Germain. Đó là quyết định rất khó khăn. Ý tưởng của PSG là giữ chân Edinson Cavani và Thiago Silva đến hết tháng 8 để họ có thể tiếp tục chơi bóng ở Champions League mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên chúng tôi chưa rõ phải làm như thế nào để hợp thức hóa chuyện này. Cavani 33 tuổi và Thiago Silva 35 sẽ chia tay đội chủ sân công viên các hoàng tử theo đại chuyển nhượng tự do. Cavani dự kiến sẽ trở lại Pháp giải quyết chuyện tương lai trong tuần tới. Trước đó ngôi sao của Ligue 1 được xả hơi sớm khi ban tổ chức thông báo kết thúc mùa giải 2019-2020 vào đầu tháng 5 vừa qua. Việc PSG không gia hạn với Cavani có thể đến từ chuyện họ đã ký hợp đồng dài hạn với chân sút Mauro Icardi từ Inter Milan với giá 50 triệu euro vào tuần trước. Bản thân Cavani lúc này đã được chính Inter Milan quan tâm, do đội bóng này cũng cần bổ sung cho hàng công nếu như Lautaro Martinez ra nhà Barcelona sau khi mùa giải 2019-2020 hạ màn. Theo chia sẻ từ phía tiền vệ Ander Herrera thì Cavani có vẻ thích tới La Liga thi đấu. Cavani từng hỏi Herrera khá nhiều về cuộc sống và văn hóa tại Tây Ban Nha. Bản thân Cavani từng được Atlético Madrid liên hệ, thậm chí nếu không vì một vài lý do thì Cavani có lẽ gia nhập câu lạc bộ này từ tháng 1 với giá hơn 10 triệu euro. Về phía Thiago, anh cũng chưa biết sẽ đến đâu khi rời Paris Saint-Germain. Thiago có thể cân nhắc trở lại Brazil thi đấu trong phần còn lại của sự nghiệp. Tuy nhiên trung vệ 35 tuổi này có vẻ muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu ở châu Âu.
MU hy sinh Pereira vì Randerbeck. Andres Pereira là một cầu thủ khá tiềm năng cho đội hình Manchester United, nhưng vì những mục tiêu hấp dẫn hơn như Donny van der Beek hay Kai Havertz, huấn luyện viên Solskjaer hoàn toàn có thể tự tay đẩy đi cầu học trò ruột của mình. Solskjaer và Pereira có mối quan hệ thân thiết. Chính tiền vệ Brazil từng nhiều lần thừa nhận nếu không có Solskjaer, anh chẳng thể ở lại Old Trafford lâu đến nhường này. Mùa hè năm ngoái, Pereira vừa gia hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ thêm 4 năm theo hợp đồng có đãi ngộ 45.000 bảng mỗi tuần. Solskjaer đã rất khó chịu sử dụng Pereira, đặc biệt là trong bối cảnh Pogba và Tomiyasu liên tục vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, màn thể hiện của Pereira rõ ràng vẫn chưa đạt được kỳ vọng như ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Manchester United. Khi mà Pogba và Tomiyasu bình phục chấn thương, Fred chơi lên chân cùng sự góp mặt của Bruno Fernandes, vị thế của Pereira đương nhiên giảm hẳn. Nếu Solskjaer muốn mua thêm một tiền vệ thì sẽ buộc phải thanh lý những người đang có, và nhiều khả năng Pereira đứng đầu danh sách. Trước khi Manchester United gia hạn với Pereira vào mùa hè trước, anh lo là tầm ngắm của một loạt các đội bóng ở Premier League như Newcastle, Everton hay West Ham. Giờ đây Quỷ Đỏ bật đèn xanh để những đối thủ tiếp cận lại Pereira. MU bây giờ đang rất quan tâm tới Van der Beek sau khi nghe tin anh vẫn chưa giao kèo gì với Real Madrid. Van der Beek cực hợp với lối chơi và Solskjaer đang xây dựng lúc này, khi vừa có tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật lại vừa biết ghi bàn. Quan trọng nhất, tiền vệ người Hà Lan cực kỳ linh hoạt và có thể phù hợp với nhiều thế trận. Mức giá cho Van der Beek có thể làm hài lòng Ajax là khoảng 44 triệu bảng, ít hơn nhiều so với 75 triệu bảng mà Leverkusen hét cho Kai Havertz, một trong những mục tiêu tiềm năng khác của Quỷ Đỏ. Liverpool nên giải cứu Coutinho khỏi Barca. Liverpool có kế hoạch mua lại tiền vệ Philippe Coutinho đã bị dồn dẫy ở Barcelona. Mùa hè này, rất có thể Coutinho sẽ tái ngộ sân Anfield sau khi bị Liverpool bán cho Barcelona vào tháng Giêng 2018, trở thành bản hợp đồng bom tấn lãng phí nhất câu lạc bộ xứ Catalonia. Cựu danh thủ Seven Nico của Liverpool đã thúc giục câu lạc bộ cũ của mình mua lại Philippe Coutinho từ Barcelona nếu như Barca đưa ra giá tiền hợp lý. Coutinho đã từng là ngôi sao của The Cop, sở hữu nhiều màn trình diễn ấn tượng cho The Cop suốt 5 năm thi đấu ở Anfield. Nico rất muốn Coutinho trở lại Anfield vì ông tin chắc rằng sự nghiệp của tiền vệ này sẽ được hồi sinh sau khi tái hợp với chính đội bóng đã biến anh thành một ngôi sao. Nếu huấn luyện viên Jurgen Klopp không nắm lấy cơ hội mua Coutinho giá rẻ thì đầu chỉ để đội mũ mà thôi. Hoàn toàn là như thế, tại sao lại không mua? Tôi không thể nghĩ ra lý do giải thích tại sao Liverpool sẽ không mua Coutinho. Nơi duy nhất cậu ấy chơi xuất sắc là Liverpool, nơi đây yêu cầu ta và cầu ta cũng yêu chốn này. Chúng ta có thể tưởng tượng thêm Coutinho và đội hình hiện tại của Liverpool sẽ mạnh như thế nào. Liverpool sẽ có thêm cầu thủ tuyệt vời, nếu không mua thì sẽ lại tiếc hùn hụt như vụ Timo Werner đến Chelsea. Cứ ép Barca giảm giá tới đáy thì mua, kiểu gì cũng phải mua lại Coutinho. Nai tiến sát đến Chamberlain. Nhiều khả năng Nai sẽ sở hữu trung vệ dày dặn kinh nghiệm Morgan Chamberlain với mức giá rất hợp lý, chỉ 2 triệu bảng từ Everton ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Thông tin này đã được tờ Epicway đưa tin. Thật ra câu chuyện Chamberlain trở lại League One đã được nhắc đến, và bản thân hậu vệ 30 tuổi này cũng mong người ấy sẽ đến. Sau khi trải qua quãng thời gian chơi bóng ở Premier League cho Southampton, Manchester United và hiện tại là Everton, nơi anh đã có 73 trận ra sân cho đội chủ sân Goodison Park. Song tin vẫn còn hợp đồng với Everton tới tháng 6/2011. Hợp đồng hiện tại hưởng mức lương 100.000 bảng mỗi tuần, nhưng có vẻ như ngày Chamberlain chia tay Everton đã đến. Có thể khẳng định điều này là bởi huấn luyện viên Carlo Ancelotti không còn tính anh trong kế hoạch của câu lạc bộ, do hậu vệ này vừa phải phẫu thuật đầu gối vào tháng 2 và vẫn cần thời gian để dưỡng thương. Dù vậy, chủ tịch của Nai thì rất ghét Chamberlain và xem anh như một phần quan trọng trong mục tiêu giúp Nai tăng cường sức mạnh đội bóng. Quan điểm của phía Nai là thương vụ Chamberlain cũng khá rõ ràng. Họ sẽ thành công khi sắp ký hợp đồng với một hậu vệ nhiều kinh nghiệm và từng có 15 lần khoác áo đội tuyển Pháp bằng một cái giá không thể rẻ hơn chỉ 2 triệu bảng. Nai không tính toán sai vì Everton từng bỏ ra 24 triệu bảng vào năm 2017 để mua Chamberlain từ Manchester United. Họ cũng từng muốn bán Chamberlain với mức giá 7 triệu bảng khi anh chưa dính chấn thương.